Vào thời điểm này, tại các điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn hay Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn thu hút đông khách du lịch tới tham quan. Để đảm bảo an toàn và tránh sự lây lan chéo của dịch bệnh, các nhân viên bảo vệ tại khu du lịch luôn nhắc nhở du khách đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào tham quan. Khi mà khách vào tham quan khu vực đền thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở khách là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đồng thời cũng kiểm tra thân nhiệt trước khi khách vào trong khu vực đền để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các khu du lịch trên địa bàn thủ đô đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Tại các khu du lịch, các trung tâm văn hóa thể thao hay những nơi công cộng đều được đặt sẵn dung dịch sát khuẩn cho mọi người sử dụng. Trong cái chuyến tham quan du lịch lần này thì cái người mà đi tham quan đó luôn luôn là chấp hành tốt chủ trương chính sách của chính phủ trong cái biện pháp là phòng ngừa COVID-19. Chúng tôi là luôn luôn là đeo khẩu trang và chấp hành mọi cái biện pháp nơi đến mà mình phải chấp hành tốt mọi cái điều kiện mà cái nơi mình đi đến tham quan. Rất không may là cũng gặp lại cái dịch bùng phát lại ở Đà Nẵng. Nên là thì gia đình cũng chuẩn bị tuân thủ các cái chỉ đạo của nhà nước cũng như là Bộ Y tế về các phòng chống dịch tễ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đi lại nơi công cộng. Có thể thấy, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn luôn được thực hiện nghiêm túc và cẩn trọng. Ngành y tế và chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch, tích cực tuyên truyền những thông tin chính thống về dịch bệnh COVID-19 để cả cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.